Hello, xin chào các bạn đã đến với video hướng dẫn thanh nhạc của mình. Mình là thầy Phong Hai Nốt. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách để chúng ta có được một cái hơi thở, một cái giọng hát có sức, có lực, khỏe để mình có thể hát được trọn bài mà không mệt. Ok nha, các bạn đón xem video này nha. Rồi, chào các bạn. Theo cái nhu cầu của một số bạn ở trên kênh của mình là thứ nhất là giọng các bạn không có đủ cái đây mình đọc kỹ lại cho kỹ lại luôn đúng cái câu hỏi của các bạn đây, không đủ lực để hát hết cả bài, không đủ lực để hát hết cả bài là sao? Đó, ok nha. Làm sao để xác định được lực hát là sao mà không đủ lực là sao? Mình phải biết được lực hát nó là cái gì thì lúc đó mình mới biết được để mình tập luyện. Lực vậy lực hát là gì? Lực hát nó có nhiều cái yếu tố lắm. Đó, ví dụ các bạn cứ cảm nghĩ là ngày xưa là các bạn là cái sức khi các bạn hát đó. Nhưng mà cái lực của các bạn có xài được hết hay không? Có sử dụng được hết vào trong cái bài hát hay không? Có thể gọi cái lực là cái sức, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta học cái cách để kiểm soát cái giọng hát để chúng ta có thể dùng hết được 100% cái lực hát của mình vào trong cái bài hát đó thì nó gọi là thành công. Đó, thì chúng ta cần kiểm soát cái gì? 100% cái lực vào trong bài, vào trong cái giọng hát của mình để nó có thể không nó làm cho mình đủ đủ lực, đủ sức để hát 100%. Thì nó gồm có những yếu tố, đầu tiên là các bạn phải tập luyện một hơi thở thông thoáng. Thông thoáng là sao? Nó đừng có bị chặn ở cổ họng mà âm thanh nó được đưa lên vùng trên đầu của mình và nó cộng hưởng. Ok ha, đầu tiên là các bạn phải tập được cái hơi thở thông thoáng, mà cái việc tập hơi thở nó khó, cực kỳ khó các bạn. Nó khó rồi, là khó nhất luôn và nó cũng là cái quan trọng nhất nếu chúng ta tập được. Đó, thứ nhất. Cái thứ hai á là các bạn phải áp dụng cái hơi thở của mình vào cái khoảng vang, nôm na dùng để làm cái gì? Dùng để tạo ra những vị trí âm thanh chính xác nhất để đỡ tốn lực hát nhất. Ví dụ như những cái nốt cao. Những cái nốt cao thì mình chắc chắn mình sẽ đặt vị trí âm thanh ở trên phùng xoang này, phùng trán này. Đúng không? Chứ mình đâu nốt cao mà mình đặt âm thanh ở ở dưới miệng hay là dưới ngực thì thế này nó không có đúng cái những cái khoảng vang của nó. Thì bắt buộc âm thanh nó phải nốt cao là từ trán trở lên, còn nốt nốt trung và nốt thấp thì từ miệng trở xuống, thì vị trí âm thanh của nó thì nó cái hơi nó tác động vào trong cái khoảng vang phù hợp để nó tạo nên vị trí âm thanh, thì lúc đó âm thanh nó sẽ vang lên và nó sẽ hay hơn và nó đỡ mất sức hơn nữa. Mất sức mất lực khi hát. Bởi vì hát không đúng thì các bạn cứ tưởng tượng mà cứ đoán á, mình đoán đoán mò hướng âm thanh á, rồi mình hát bậy cái mình mất hơi, mất sức, mất lực. Thì đó nó làm cho mình bị cũng là một phần. Và cái thứ ba là khi mà chúng ta có một cái kỹ thuật thanh nhạc tốt rồi, nó tạo nên một âm thanh gọi là tận dụng được hết cái lực hát rồi, hết cái sức hát rồi, thì chúng ta cần cái lực này nó thật là khéo léo thì nó mới làm cho chúng ta tạo ra được một cái kỹ năng hát dùng lực hết bài mà không thấy mệt, mà không bị đuối giữa chừng á. Đó thì đó là vừa có một cái giọng hát ổn định, một cái lực hát, một cái giọng hát ổn định, và kèm sau đó một cái kỹ năng xử lý ca khúc. Xử lý là sao? Mình lấy một cái ví dụ ha. Bây giờ mình lấy ví dụ bài nào đây? À đây, một cái bài mà mình nghĩ là các bạn sẽ phần lớn những bạn nam sẽ đuối với bài này, đó là bài Mơ Hồ của Bùi Anh Tuấn. Ok, và mình hát được, mình sẽ làm cho các bạn thấy là mình hát được thì đương nhiên mình sẽ dạy cho các bạn được. À đúng rồi, cái này mình có nói thêm, quảng cáo thêm một chút xíu là mình có cái group, và trong group đó là dành cho các bạn đam mê và muốn chia sẻ kết nối học tập thì vào group đó là miễn phí, cái link đăng ký mô tả bên dưới. Và dạo này là dịch bệnh nên mọi người cố gắng, nếu mà đăng ký học mình thì học online. Học trực tiếp qua online nha, hoặc là mua giáo trình online của mình. Rồi, ok,
hạn chế gặp trực tiếp đi các bạn ơi. Bệnh tật ốm đau cái lây qua cho mình, cái mình lây qua một bầy học trò nữa. Vui lắm. Rồi, ok, bài mơ hồ ha, tập lực hát. Nếu như các bạn có kỹ thuật nắm chắc về cái kỹ thuật về hơi thở, về khoảng vang, về vị trí âm thanh, những cái này tập lâu lắm các bạn ơi. Các bạn xem kênh của mình, cố gắng các bạn nghiên cứu thêm tất cả những cái tuyệt chiêu, những cái kỹ thuật mình để trên kênh của mình đó. Ai tin tập theo chắc chắn thành công. Còn ai không tin, không tập theo thì chắc chắn sẽ không thành công. Vậy thôi, chúc các bạn may mắn lần sau. Ok, và sau đây là ca khúc Phố không ơi lộng mơ hồ. Ngồi nhìn xa xôi, một mình trong bóng tối, chỉ một mình tôi. Đó, bây giờ đoạn đầu tiên vô á, thì vị trí âm thanh chắc chắn nó sẽ nằm cao rồi. Bài này nó cao lắm nên nó nằm phần ở vùng vùng miệng nè, trở lên nè, đó. À, hơi thở nó cũng phải thông thoáng. Rồi bài này á, thì các bạn khi mà các bạn hát á, thì các bạn đoạn đầu các bạn xử lý nhẹ nhàng thôi. Ví dụ nha, mình hát lại một lần cho bạn nghe từ đầu tới cuối, các bạn thấy cách mình xử lý nè. Ngồi nhìn xa xôi, một mình trong bóng tối, chỉ một mình tôi. Đó, nhẹ nhàng. Bóng tối chỉ một mình tôi, chứ đừng có bóng tối chỉ một mình. Mới vô mà các bạn tống hết trơn sức, hết chân lực ra mấy chữ đầu tiên là các bạn thua. Hát nhẹ nhất có thể, hát thoải mái nhất có thể, level 1 thôi. Còn level 100 thì để dành cho những cái nốt mà bứt phá xong rồi nhảy ngược về, chứ không phải là đụng luôn nhảy lên. Mới hát đầu tiên là dùng cái sức 80%, sức 90% sức là bạn thua rồi. Các bạn phải hát nhẹ nhàng lại, cái đó là cách khéo léo trong xử lý ca khúc ha. Mình chia sẻ đó, ok, cố gắng nha, học được gì học nha. Ngồi nhìn xa xôi, một mình trong bóng tối, chỉ một mình tôi, nhẹ nhàng. Lạnh lùng có gió buốt bông nước mắt rơi nhẹ đắng khóe môi, rồi một ngày nữa lại trôi. Không, nhẹ nhàng đúng không? Đâu giống như giọng nói mình, nhẹ hơn giọng nói của mình luôn để nó tình cảm. Ngồi nhìn ai đây, giật mình anh chưa biết mình tìm ai đây, rồi nhẹ nhàng gom lấy chua đít bóng đêm. Tìm phút năm em, một ngày đông đến tìm ai. Rồi bây giờ mà nếu như tới cái khúc này thì các bạn sẽ hát như thế nào? Vẫn nhẹ nhàng, chưa mà mới có đoạn đầu, còn đoạn sau còn lên tông phà phà nữa, đúng không? Thì vẫn nhẹ nhàng. Thì mình sẽ làm mẫu cho các bạn hát luôn nha, các bạn cố gắng nghe nha. Trượt về giữa sương mơ, tìm ơi. Vô lại nè. Trượt về giữa sương mơ, lấy hoài anh ngỡ. Đó, khoảng vang âm thanh nó nằm ở trên đó. Trượt về giữa sương mơ, lấy hoài anh ngỡ như đang mơ em. Ngày nào vẫn đang xa ai biết, cứ mong chờ. Thoải mái nhẹ nhàng, mình giữ mình hát tầm khoảng 30-40% cái sức của mình, đừng hát nhiều quá. Càng khéo léo bạn càng hát hay ha. Tiếp. Rồi khi bóng đêm tan, hoang mang xu lối, giấc mơ đang tan dần. Khi ơi lang thang một mình bơ vơ, tìm nỗi nhớ mơ hồ. Vấn đề khúc đầu như vậy thôi, khúc đầu chỉ cần như vậy là các bạn cảm nhận được cái tình cảm. Các bạn hát là các bạn hát cái tình cảm, chứ bạn không phải gào gống ra nha. Cái tư duy mà khi mà mình hát á, mà mình gào lên cho nó khoe cái giọng, cho nó to, cho nó đạt được tới cái nốt đó là hay lúa. Mình dùng cái từ tư duy hay lúa. Bây giờ tư duy mà bây giờ là hát một cái ca khúc, không phải việc mà đạt tới cái nốt đó dễ lắm. Các bạn xử lý hơi thở, khoảng vang, vị trí âm thanh là các bạn đạt bất kỳ một cái độ cao nào các bạn thích. Ok. Nhưng mà quan trọng là sau khi mình tập được cái kỹ thuật đó rồi, mình hát ra thì mình hát cái cảm xúc ra ngoài. Chứ đâu có ai mà hát cái gào gống ra ngoài. Bây giờ mình làm lại một lần nữa nha. Từ ngồi tìm ai đây nha, qua đoạn thứ hai và lên tông luôn nè. Ngồi tìm ai đây, giật mình anh chưa biết mình tìm ai đây, rồi nhẹ nhàng gom lấy chua đít bóng đêm. Tìm phút năm em, một ngày đông đến tìm ai. Chợt về giữa sương mơ, lấy hoài anh ngỡ như đang mơ em. Ngày nào vẫn đang xa ai biết,
giữa nhớ đó mình lên tông nè, lên tới mi trưởng nè, lên tới son thăng thứ, lên một tông luôn. Trần đó, bên khi âm thanh này lúc này nó đã chuyển lên một quãng rất là cao rồi, tông này là tông nữ rồi các bạn, thì các bạn phải hát khéo, thật là khéo để giữ sức, chứ không phải là cứ bắn hết tất cả nội công tâm pháp rồi bể. Ok, tuyệt đối hát không để bể giọng, tuyệt đối hát không để mất sức và mất lực làm chinh phô các nốt nhạc, chinh phô cái độ cao á thì là thua, là đó là rất là kém chuyên nghiệp ha. Rồi mình tập lại một nữa nè. Trần về giữa sương mờ, lấy hoài anh ngỡ như đang mơ em. Ngày nào vẫn xa ai biết, cứ mong chờ. Rồi khi bóng đêm tàn, vắng mang xa lối. Đó các bạn thấy không, rất là khéo léo. Chứ đừng có giữ lối, cái đó mình hát cũng được, ai hát cũng được, bạn hát cũng được nữa, chứ không khó. Nhưng mà hát như vậy các bạn sẽ mất sức và nghe vào trong micro nó rất là thô, nó rất là thô, nó kém chuyên nghiệp, nó kém chuyên nghiệp. Mình cũng sẽ dùng sức, nhưng dùng sức ở mức có thể control được, nó đừng có để vỡ. Mình nếu như mình dùng chạm cái ngưỡng sức control nó sẽ như thế này. Để mình tiếp tục cái câu đó, lát mình sẽ làm lại nè. Rồi khi mong em ta hoang mang xa lối, giấc mơ đang tan dần khi anh lang thang một mình bơ vơ tìm nơi nhớ mơ hồ. Đúng không? Nó đâu có phải gọi là over quá đâu. Bây giờ mình sẽ làm hết cỡ và nó không bể. Thì cái này nó phải khi mà mình đứng lên mình diễn á, mình đòi hỏi tập trung hết cảm xúc á thì mình kiểm soát được. Chứ cái này là mình đang hướng dẫn về kỹ thuật thanh nhạc, đúng không? Còn mình trình diễn thì đâu có ai mà hát theo hướng dẫn hát theo kiểu này thì đương nhiên cảm xúc nó chưa có đạt tới. Bây giờ mình sẽ làm mẫu các bạn. Khi mà các bạn cảm xúc nó đạt tới cái ngưỡng và nó tạo nên cái cảm xúc cho người nghe thì nó như thế nào. Ok. Chợt về giữa sương mờ, lời hoài anh ngỡ như đang mơ em. Ngày nào vẫn xa ai biết, cứ mong chờ. Rồi khi bóng đêm tàn, hoang mang xa lối, giấc mơ đang tan dần khi anh lang thang một mình bơ vơ. Các bạn đừng có để cái giọng của các bạn to hơn nữa. To hơn nữa thì nó sẽ làm cho giọng của bạn mất sức và mất lực. Nôm na nó gọi là mất kiểm soát, mất sự ổn định. Thì các bạn sẽ không còn sức, không còn lực để hát nữa. Đúng không? Đừng có hát gào lên. Hát gào kiểu này là bậy nè. Bậy rất là... Giữa sương mờ, hoang mang anh, lời hoài anh ngỡ như đang mơ em. Ngày nào vẫn hoang, ai biết cứ mong chờ. Rồi khi bóng đêm tàn, hoang mang sương lấy. Đó, hát vậy là bậy. Hoang mang sương lấy. Hát đúng nè. Hoang mang sương lấy, giấc mơ đang tan dần khi anh lang thang một mình bơ vơ. Các bạn phải hát ra cái cảm giác là một mình bơ vơ như thế nào. Một mình bơ vơ tìm nơi nhớ. Nhớ nó đau đớn như thế nào, chứ đâu phải gào thét là sự đau đớn đâu. Nhớ mơ hồ. Nó phải có cái cảm xúc đi vào trong đó chứ không phải là gào thét. Còn khi mà các bạn hát á, các bạn khi mà các bạn hát live, hát karaoke hay là hát
phòng thu á, thì nó có cái micro nó hỗ trợ nè, cái micro nó hỗ trợ rồi, thì các bạn chỉ cần để gần micro lại là âm thanh các bạn to dày dữ lắm, thấy không? Chứ không phải là lúc nào là mình cũng gào lên là để hay, không có đâu. Thật sự nó không có cần phải gào như vậy. Hát đúng cái kiểu của mình hồi nãy mình chia sẻ là chắc chắn các bạn sẽ hát dễ dàng và thoải mái hơn. Nhưng mà bài này rất là khó nha các bạn. Bài này dành cho những cái bạn siêu te, siêu tenor. Còn các bạn mà tenor hoặc là những cái bạn bình thường, baritone cao trung trầm bình thường thôi đó, thì không nên tập nam nha, không nên tập bài này. Nữ thì hát bài này được, tại vì tông nữ thì nó cao hơn tông nam tới 4-5 nốt luôn. Ok ha. Rồi, chúc các bạn sẽ thành công và nhớ hát kiểm soát lực thật là khéo léo, tập luyện kỹ thuật thanh nhạc đúng, để không phải là lúc nào cũng hát mạnh, hát gào là hay đâu nha các bạn. Nó rất là hay lúa trong cái tư duy âm nhạc. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thật là vui vẻ và có thêm nhiều kiến thức trên kênh của mình. Hẹn gặp lại với những video theo. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.